về miệt tháp 10, cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn. Cho đến cuối thế kỷ 20, Tây Nam Bộ vẫn được hình dung như một vùng đất được thiên nhiên hào phóng ưu đãi, với những cánh đồng màu mỡ thẳng cánh cò bay, những dòng sông đầy ắp nước ngọt lành. Rồi một ngày, người ta phải chấp nhận một sự thật rằng tất cả những ưu đãi ấy chỉ còn tồn tại trong ca dao và những giai thoại thời mở đất. Thiên nhiên ngày càng đổng đảnh khắc nghiệt, thậm chí bạo liệt với con người, dù tình người nơi này vẫn mặn mòi thủy chung với đất. Mà một khi nước không còn ngọt, thì đất lành tất phải trở thành đất mặn. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích tự nhiên khoảng 4 triệu hecta, trong đó đất phù sa chiếm 30%, tập trung hai bờ sông Tiền và Hậu. Khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình 27 độ C, lượng mưa hàng năm từ 1.500 đến 2.000 mm. Kết hợp với nguồn đất phù sa màu mỡ đã giúp đồng bằng sông Cửu Long trở thành vựa lúa, thủy sản và trái cây lớn nhất nước. Sản lượng lúa hàng năm của vùng này đóng góp đến 90% sản lượng gạo xuất khẩu cả nước, biến Việt Nam từ một quốc gia thường xuyên thiếu đói sau chiến tranh thành một cường quốc lúa gạo của thế giới. Mỗi hạt gạo ngọc ở đây đều kết tinh từ mồ hôi và cả máu của bao thế hệ lưu dân qua hàng trăm năm cuốc cày trên một miền quan địa mênh mông. Công cuộc khai quang mở đất được khởi đầu từ thế kỷ 17, vẫn tiếp diễn cho đến tận thập niên 80 thế kỷ trước. Ngay cả những vùng đất nhiễm phèn nặng nhất cũng bị khuất phục để trở thành đất nông nghiệp. Khi đó, các chuyên gia khoa học Hà Lan lẫn Liên Xô sau khi khảo sát Đồng Tháp 10 cùng đưa ra nhận định không nên khai quang vì cây lúa khó tồn tại được. Muốn xử lý đất phải tốn cả triệu đô la Mỹ cho mỗi hecta. Nhưng với các đề án lớn của Trung ương mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người khởi xướng, công cuộc khai phá Đồng Tháp 10 được bắt đầu với việc đào kênh, tháo chua, rửa phèn. Cùng với chính sách di dân của các địa phương, đất quan phải thay da đổi thịt. Nhưng giờ đây, diện tích đất nông nghiệp lẫn đất đai nói chung của đồng bằng sông Cửu Long đang thu hẹp từng ngày với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường. Nước biển đã dâng cao hơn, sóng lớn hơn và gió cũng mạnh hơn, lạnh lùng cuốn đi từng vạt đất được con người chắc chiêu gom góp hàng thế kỷ. Theo thống kê, gần đây mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long bị mất gần 500 hecta đất do sạt lở. Ở vùng biển Tây, cách đây 15 năm bồi là chính, nhưng hiện nay lở là chính. 10 năm nay tới bây giờ luôn là hàng năm là nó lỡ như vậy đó, lỡ là mỗi một năm lỡ là 40-50 mét, 50-60 mét băng đó, không còn thu hoạch gì hết trơn cái trời. Chú coi là bây giờ là nó bãi, bây giờ là vuông bờ đó là vậy, là bây giờ cô gan luôn, giờ nó không có còn giữ được nước nâu gì, nó không còn con gì hết trơn. Mong nhà nước nó có cái chủ trương nào đó để làm bờ kè hay gì đó để người dân ở đây để khai thác, để sống, để bảo vệ rừng phòng hộ này. Thì từ cái bãi lở vô trong còn khoảng chừng 30-40 mét, thì người dân ở đây thì một số hộ nó có đất cái trong thì ta cũng có dự toán là dự tính sẽ dời vào trong ở, còn những hộ ta không có đất ở phía trong thì ta cũng vẫn sống để bám, nếu mà tùy tình huống nếu sau này lở thêm nữa thì ta buộc lòng ta phải đi nơi khác để sống. Để trước bắt là gì, trước đây khi cái bãi không lở, người dân ta còn nuôi trồng bắt con cua con tôm với tăng cường phục hậu được. Hiện nay nó lỡ như vậy thì cái cuộc sống người dân là gặp nhiều khó khăn, lý do không có khai thác được con tôm cua với tăng cường này hết. Trước đây hai huyện An Biên, An Minh của tỉnh Kiên Giang đã tận dụng và khai thác khá tốt nguồn tài nguyên rừng phòng hộ ven biển. Với diện tích đất rừng được giao khoáng, nhiều hộ dân đã áp dụng các mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng, mang lại thu nhập đủ để giúp họ thoát nghèo. Biển xâm thực đã cuốn trôi một phần lớn rừng phòng hộ, cũng có nghĩa cướp đi sinh kế của họ, và biển chưa có dấu hiệu dừng lại ở đó. Trường hợp nhà nước xuống bờ kè mà như của Minh Hải ở cầm hàng cừ như vậy đó thì là Kiên Giang mình nó đâu có lỡ sao lỡ được. Còn nếu mà trường hợp như để gì đây thì nó phải lỡ, nhưng mà chưa biết trong thời gian nào sẽ tới chủ đề.
Giờ anh dọn cột điện với con đê là cách bờ nhà nó khoảng 10 thước, mấy thước vậy. Biển đã không còn như trước, thì những sản vật con người gửi gắm nhờ biển nuôi nắng cũng không thể như trước. Kiểu như mình thả vô nó thất thoát, nó chết á. Nó không được đạt đầu con á. Thành ra nó không được lời nhiêu. Nói nào ngay đi nuôi tôm, nuôi cua thì cũng nuôi cũng được tạm thôi. Còn sò, nếu mà nuôi được sò thì ngon. Mà ngặt giờ sẽ thấy khó nuôi quá. Đâu chỉ ở Kiên Giang, biển Bến Tre cũng không còn thân thiện với con người. Những tài sản to lớn mà người dân gom góp đổ xuống đây đều chung số phận theo đúng nghĩa, trôi sông bỏ biển. Trước khi các cơ quan chuyên trách vào cuộc, dân địa phương đã biết nguyên do nước biển ngày càng mặn. Giả tỷ như cái số lượng mà hàu nó chết như vậy là nó 3 con ký nè. Nó được 22.500 một ký. Năm nay là khổ dữ rồi á. Mấy cái người mà họ mới xuống như nhà tôi còn vớt vát được bơ một mớ. Còn như ai mà xuống cái tháng mà năm 2015 này nè là khổ dữ lắm đó. Khổ khổ không tả tưởng nói đó. Năm nay thì cái nguồn nước nó quá mặn. Mà mình người nông dân cũng không biết là nó môi trường như thế nào. Đa số là người nuôi hàu là đều chết hết. Nhưng mà có người chết thì trắng tay, có người chết thì 80%, có người 70%. Ở Tây Nam Bộ, vào mùa nước lũ, nước không dâng cao một cách bất ngờ, bạo liệt như ở miền Bắc, miền Trung, mà lên một cách hiền hòa, nên thường được gọi là mùa nước nổi. Hàng năm, từ tháng 5 âm lịch, con nước bắt đầu chuyển từ màu xanh sang đỏ gạch. Người miền Tây gọi là nước son. Đó là dấu hiệu mùa nước nổi đang về, cũng là dấu hiệu để người miền Tây chuẩn bị lọp, lưới, lú, dớn cho cuộc mưu sinh. Thế nhưng đã mấy năm liên tiếp, mùa nước nổi lỗi hẹn với con người khi nước không chịu lên đúng kỳ hoặc chỉ lên lấp sấp. Nước không về thì chẳng những cá tôm không theo về mà ruộng đồng cũng không có nguồn thau chua rửa mặn, bồi bổ phù sa. Trong chén cơm người miền Tây đang dần thưa vắng những sản vật mà thiên nhiên bao đời vẫn hào phóng tặng họ. Không đủ nước ngọt thì tất nhiên không thể đẩy được nước mặn xâm nhập từ các cửa sông. Mùa khô năm 2016, hạn hán và xâm nhập mặn được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, nặng nhất 100 năm qua, gây thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Tây. Cà Mau có 49.300 hecta lúa bị mất trắng, gần 3.000 hecta tôm nuôi bị thiệt hại. Kiên Giang thì thiệt hại trên 86.000 hecta lúa, 9.800 hecta tôm. Chính quyền địa phương đã phải chi hỗ trợ hạn mặn cho người dân. Đáng tiếc là đã xảy ra những khuất tức khiến cho nạn nhân của thiên tai, còn đồng thời là nạn nhân của thói nhũng nhiễu. Thiệt hại kép này khiến họ bức xúc khiếu kiện. Thiệt hại còn tới từ một phía khác, từ xung đột lợi ích giữa người trồng lúa và người nuôi tôm đã có gần 20 năm qua. Đến nay, khi tình trạng hạn và xâm nhập mặn diễn ra ngày càng trầm trọng, thì chuyện trồng cây lúa hay nuôi con tôm càng được đẩy tới mức độ gay gắt hơn. Xưa nay, cái chuyện là người nuôi tôm và người trồng lúa mà cứ bị ảnh hưởng xấu lẫn nhau thì đã có từ lâu, và chính cái này cũng là một trong những cái gây thiệt hại cho cả hai bên. Thế và người làm cái điều tiết cái việc này không ai khác chính là chính quyền các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở. Trên cơ sở cái quy hoạch rồi thì cái giám sát và cái hướng dẫn của chính quyền cơ sở để đảm bảo cho người dân tuân thủ cái quy hoạch đó, tức là những vùng nó quy hoạch để nuôi trồng lúa trong cái vụ hè thu thì dứt khoát là không để cho các hộ nuôi tôm đưa nước vào nữa. Và ngược lại, những cái vùng mà đã quy hoạch nuôi tôm trong cái vụ mùa khô thì không khuyến cáo người nông dân không nên gieo trả lúa vào những cái vùng đó, và không thể để cho cái chuyện cứ ra báo như hiện nay nữa. Và muốn như vậy thì phải có cái cơ chế giám sát và chính sách hỗ trợ. Nếu như anh tham gia cái vùng đó thì được khuyến khích hỗ trợ như nào, còn nếu mà anh tự làm, tôi đã khuyến cáo đầy đủ rồi mà cứ làm thiệt hại thì phải chịu, và thậm chí phải bồi thường cho những hộ bên cạnh.
người miền Tây nay không còn mơ hồ về sự đổi khác của thiên nhiên và cay đắng nhận ra thời làm chơi ăn thiệt trên những cánh đồng lúa bạt ngàn đã vĩnh viễn đi vào quá khứ. Vài chục năm trước, ít ai tin sẽ có lúc miền đất màu mỡ nhất nước, giàu nước ngọt nhất nước sẽ có lúc thành ra thế này. Kiên Giang, Cà Mau, ba mặt giáp biển nên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xâm nhập mặn, lúa chết nhiều nhất. Bạc Liêu tiến thoái lưỡng nan vì nếu hạn chế điều tiết nước mặn sẽ xảy ra nguy cơ thiếu nước mặn nuôi tôm. Còn điều tiết đủ nước mặn nuôi tôm thì ảnh hưởng đến vùng sản xuất lúa của Sóc Trăng và Bạc Liêu. Nước mặn bao dây tới tận hạ lưu sông Tiền. Bến Tre là đất cù lao, nước mặn dây tứ bề. Tỉnh Vĩnh Long nằm rất xa biển nhưng lần đầu bị nước mặn tấn công. Ruộng nó trổ là lúc cũng mùng 1, mùng 2 Tết là nó đang trổ lên. Rồi bắt đầu nước mặn lên, như là nước lên ban đêm mà mình đây thì đâu có hay. Rồi tới chừng sáng hay là thấy là ra là thấy ngập đinh lá, ngập đọt hết trơn luôn. Rồi là khoảng mùng 2, mùng 3 là thấy cái chót lá lúa là nó vàng như chín vậy. Rồi bắt đầu từ từ là thấy cái bông nó đen thui lui luôn, rồi đen giống như là nếp than luôn, đen thui lui trơn. Là năm nay là thấy đông xuân đồng của em đây là tiêu hết trơn rồi, không còn thu hoạch được gì trơn luôn á. Cuối năm 2014, nền nhiệt độ tăng cao, lượng mưa và dòng chảy thiếu hụt, hạn hán xâm nhập mặn xảy ra gay gắt đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì phạm vi xâm nhập mặn vào đất liền sâu nhất lên đến hơn 90 km, chưa từng xuất hiện trong lịch sử quan trắc xâm nhập mặn. 11 trên 13 tỉnh thành vùng này phải công bố tình trạng thiên tai do tổng diện tích cây trồng thiệt hại lên đến 210.000 ha, khoảng 1,3 triệu người thiếu nước ngọt. Thế nhưng đó mới chỉ là sự cố thời tiết khởi đầu cho một quá trình diễn biến khắc nghiệt hơn của biến đổi khí hậu. Ở đây thì nước thì nó mặn, thì làm lúa thì năm có vụ, sau nhờ hạn sông Ba Lai rồi dùng nước ngọt về có kinh sáng dẫn tới thì làm cái là ba vụ, rồi năm nay xâm mập nước mặn thì làm hơi thất. Nước đã mặn nay càng mặn hơn bởi mồ hôi của người nông dân giờ phải đổ xuống nhiều hơn trước. Trong hồi đó khi tôi biết tôi lớn lên nó sống ở đây á, thì ngày xưa là đất dùng đất này nó không có mấy cày mà chỉ là dùng cái bằng cái sức lao động của mình, nhất là cày trâu, mình nhổ cỏ với cày sới là do mình hết, chứ máy móc thì nói chung nó cũng chưa có là máy móc, cái công sức làm ra thì nó rất là cực khổ, nhưng mà lúa thì nó đặt năng sức thì nó không có được bao nhiêu, và hỏi là cái sức công lao động của người ta bỏ ra thì rất là nhiều. Nhưng mà cái cuộc sống cực khổ ở đó, giờ ở đây bà con người ta không gắn bó, người ta không, cũng không có ai để chán nản hết. Không gần dẫn là gắn bó làm quanh năm để mẹ kiếm học, kiếm cuộc sống lo cho con, cho cái sau này thôi. Ánh mắt này nặng trĩu nỗi lo cho tương lai con cái. Chỉ là người nông dân một nắng hai sương, anh hoàn toàn không thể hiểu do đâu mà thiên nhiên lại đổi khác đến vậy. Từ một thiên nhiên hào phóng ban tặng trong những câu chuyện kể của cha ông, nay đã thành một thiên nhiên nghiệt ngã, bất trắc. Rồi đây, khi con cái anh lớn lên, liệu đây có còn là mảnh đất được chúng chọn lựa để ăn đời ở kiếp như cha ông anh đã chọn lựa? Sâu bệnh thì nó bây giờ nó cũng phát sinh rất là nhiều. Trong cái khó khăn đó thì
thuốc trừ sâu rồi thuốc bảo vệ thực vật này kia đồ nó rất là tiền nó rất là cao. Cái khó khăn nhất là cái gì đến về nước. Thì trong khi lúa cây lúa mình nó đứt thời điểm làm đồng là nước dưới sông nó đã kiệt rồi. Cho nên rất là bà con rất là khó khăn trong cái việc bơm nước. Cái nước lấy lên trên ruộng này rất là thiếu. Khô cái năm rồi là cái ruộng cái sông ở dưới là khô nước nẻ luôn, là nước nẻ bự bự chân đi dưới bình thường không gì hết. Năm rồi bị ảnh hưởng là cái hạn nó kéo dài quá lâu. Niềm vui thu hoạch lúa đã đi vào văn thơ, vì đó là hạnh phúc lớn nhất của người làm nông sau những ngày lao động vất vả. Niềm vui ấy bây giờ chẳng còn trọn vẹn khi công sức bỏ ra thì lớn mà thành quả cứ hao hụt dần. Ngay cả những nhà nông bề thế hơn vẫn cùng chung cảnh ngộ. Càng đầu tư tốn kém, thiệt hại càng lớn. Hạn mặn, sâu bọ, dịch bệnh đang liên thủ cùng nhau gặm nhấm mùa màng người nông dân. Năm nay nó cũng quá trời thất thoát, tại vì chuột bọ nó quá dữ, tôi phá năm nay là nông dân mình thua đó, trắng tay. Người xưa có câu, tháng 7 nước nhảy lên bờ. Ngày trước, tháng 7 âm lịch được xem là mùa ăn nên làm ra của nông dân trồng cây mùa lũ như sen, súng, ấu. Mùa nước nổi không còn thì cuộc sống của người trồng các loại cây thủy sinh cũng theo đó mà đi xuống. Diện tích trồng sen của Đồng Tháp 10 thu hẹp từ 400 hecta chỉ còn vài chục hecta. Làm lúa thì đông xuân thì nó đạt tiêu chuẩn hơn, còn hè thu thì nó mần thất bát quá à, bởi vì mần đông xuân cái hè thu mình trồng sen. Trồng sen thì nó nhẹ vốn hơn, nó có lợi hơn cái mình trồng lúa. Tôi ở đây có mười mấy cái ông này rồi, nhưng ta xạ giống gì mấy người ở đây xạ giống gì, tôi xạ giống đấy gì hả? Thì xạ dễ bán gì ta. Để ứng phó với cái mà mãi sau này người nông dân Nam Bộ mới biết được gọi là biến đổi khí hậu. Hàng chục năm trước, họ đã tự nghĩ ra mô hình tôm lúa khi thấy tôm tự nhiên phát triển tốt trong thời điểm nước lợ trên ruộng không trồng lúa được. Tuy nhiên, mô hình dần bị lãng quên do giống lúa chất lượng kém, dễ sâu bệnh, năng suất thấp, trong khi nuôi tôm được coi là nghề siêu lợi nhuận. Giờ đây, khi xâm nhập mặn diễn ra liên tục, nghề nuôi tôm bộc lộ nhiều rủi ro nên một số nông dân đưa cây lúa trở lại luân canh với nuôi tôm trên ruộng xen canh lúa, tôm với giống lúa chịu mặn. Đây chính là một giải pháp phi công trình để thích ứng với biến đổi khí hậu. Mà năm nay cái vụ hè thu á, nó hơi trở ngại cái là bị thời tiết nắng hạn quá, cho nên là nó bị không có nó bị bệnh. Còn cái phần lúa tôm thì cái năm 2015 á thì nó bị xâm mặn quá, nắng hạn quá, cho nên là nó cũng không được thuận lợi. Là xứ Cù Lao, Bến Tre có địa hình sông rạch dây bủa tứ bề, ngày trước thuận lợi bao nhiêu cho trồng trọt và giao thương thì nay đó lại là con đường nhanh nhất để mặn xâm nhập. Không chỉ mất trắng hàng ngàn hecta lúa trong thiên tai hạn mặn vừa qua, vùng cây ăn trái của tỉnh cũng thiệt hại nặng, trong đó có dừa, cây trồng chủ lực của Bến Tre. Cây dừa có khả năng chịu mặn, nhưng dù sống sót trong đợt hạn mặn kéo dài nhất từ trước đến nay, với độ mặn có lúc vượt trên 10 phần ngàn, chất lượng và sản lượng của dừa vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ. Không phải riêng gì cây lúa, nhưng mà cây dừa hoặc là các cây ăn trái, cây có múi thì nó cũng bị ảnh hưởng mặn rất nhiều. Do đó thì coi như cái năng suất giảm, rồi cái chất lượng nó cũng không có được cái cao nữa.
thì giá cả nó bị sụt giảm xuống khoảng 50-60%. Thì những cái diện tích làm ba vụ là nói chung là bị thất hoàn toàn. Cái tỷ lệ hao là coi như là từ 90%.